để gặp ai nữa không? Tôi chưa hề trách anh một lời nào. Anh đừng có càng nói càng quá đáng nha. Quá đáng hả? Chúng mày là quá đáng á. Mày có dám thầy với tao là mày không có tình ý vợ tao không? Là mày và ác không làm gì hết sao đi không? Mà khốn nạn, mày dám làm việc bò bãi trong căn nhà này hả? Đó. Thằng Nghĩa nó nói gì vậy? Có phải không con? Sự thật là con với An không có giống như là anh Nghĩa nói đâu. An hoàn toàn vô tội rồi má. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không cho con ở trong căn nhà tôi một giây một phút nào nữa. Và bắt đầu từ bây giờ, nó không là mẹ của con nữa. Tránh xa ra nha chưa? Tại sao má không tin con? Chính thằng Tí Anh cũng gật đầu nó xác nhận chuyện đó mà. Chuyện tới nước này rồi mà má còn cho con ở trong cái nhà này. Con không hiểu nổi má luôn á. Cổ xài bùa chú gì mà má tin cổ vậy, con không biết luôn. Má, má, biết thôi biển kiếm ta chẳng an là trái tay đồng kiếm thân nguyện mời chúng ta. Thiếu ơi, mở cửa mà anh. Gì mà giận dữ vậy anh? Đúng là em nói không sai. Tụi nó có tình ý với nhau. Đêm mà má nằm bệnh viện á, là tụi nó cố tình sắp xếp trước. Chính thằng Tí Anh cũng thừa nhận. Vậy mà má không cho anh đuổi con đàn bà nó ra khỏi nhà. Anh không hiểu má sao đâu mà tin cổ tới như vậy. Có khi nào cổ xài bùa xài ngải không anh? Thì lúc đầu anh cũng nghĩ như em vậy đó. Nhưng mà má nói á, là má có chết má cũng không tin An làm vậy. Có lẽ là má tin Tí Anh đó. Tí Anh nói làm sao? Thì thằng Tí Anh nó nói á, là nó xỉn rượu, nó làm càn, chứ An không có lỗi trong chuyện này. Dễ sợ thiệt. Xem ra tình cảm hai người đó sâu nặng lắm rồi. Binh vực nhau mà ra mặt luôn. Tí Anh quả là người đàn ông cao thượng mà. Cao thượng con khỉ á. Cướp vợ tao cao thượng. Từ giờ phút này á, cổ không còn là vợ của anh nữa. Mà cổ không chịu ly dị, anh cũng kiên quyết ly dị. Cái khó đó là má tin vợ anh. À không, vợ người ta. Nên khó mà lay chuyển được má đó. Anh thiệt không hiểu được má làm sao đó. Con mình không tin, lại tin người ta. Em có một cách. Em có cách gì thì em nói đi. Chứ anh là anh chịu thua má anh luôn rồi đó. Nếu như An thú nhận thì sao? Nhưng mà An không chịu nói gì hết. Có ai đâu mà ngu mà tự thú nhận mình ngoại tình. Ừ, cũng khó ha. Thiên thần ơi, vở kịch sẽ hạ mày.
đôi cánh thiên thần sẽ không còn bay lượn nữa, vì chính mày sẽ chặt bỏ đi. Không bao lâu, mày gục mặt thú nhận tội ngoại tình thôi. Gì mà sốt ruột dữ vậy? Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Nói mau. À không, chuyện này đáng lẽ ra tôi không nên xen vào, nhưng mà tôi muốn nó kết thúc nhanh lẹ nên tôi muốn giúp một tay. Cô muốn nói gì? Tôi nhớ là trước kia có ai đó vỗ ngực xưng tên tôi là vợ chính thức của anh Nghĩa. Vậy nếu vợ chính thức mà đi ngoại tình thì sao ta? Tôi không làm gì phải hổ thẹn cả. Chỉ có những kẻ xấu xa, chuyên rình rập, lén lút, làm những chuyện gấp lửa bỏ tay người, ném đá giấu tay thì mới phải xấu hổ thôi. Hay lắm, tôi rất là thích nói chuyện với cô. Cô lúc nào cũng bình tĩnh, nhỏ nhẹ, lời nói sắc sảo, chứa đựng nhiều ý tứ. Tôi chóng mắt chờ coi cô còn giữ được bình tĩnh trong bao lâu. Tuyết, tôi biết cô rất giỏi làm những chuyện mờ ám sau lưng, nhưng tôi tin trên đời này có luật nhân quả. Rồi một ngày không xa, cô sẽ phải lãnh tất cả những hậu quả mà cô đã gây ra. Cô tin cô sẽ được thấy ngày đó sao? Tao nói cho mày biết, tao muốn cho tụi bay biết, đứa nào đụng đến tao sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Tao muốn mày và thằng Tí Anh sống cũng không được, chết cũng không xong. Bây giờ thì tôi đã tin cô không hề bị tâm thần phân liệt. Đó chỉ là căn bệnh cô dùng để che giấu tâm địa xấu xa của cô mà thôi. Tất cả những gì cô tính toán đều đã được sắp xếp rất thông minh và đều diễn ra đúng theo ý muốn của cô. Cô thật là ghê sợ. Tao muốn trả lại cho mày những lời mà mày đã từng sỉ nhục tao. Và tao muốn cho mày biết, đứa nào đụng tới con Tuyết sẽ không bao giờ có hậu quả tốt. Vậy thì bây giờ cô muốn gì cô mới chịu dừng tay? Có lúc tao nghĩ là nếu mà mày quỳ xuống gian xin tao, tao thương tình, tao có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá trễ rồi. Vậy cô làm tất cả những chuyện này là để đạt được mục đích gì cơ chứ? Tao muốn mày ký tên vô đơn ly dị và cút khỏi cái nhà đó. Tao mới là vợ chính thức của anh Nghĩa. Tất cả những gì mày đang có phải thuộc về tao. Có thứ tao cần, có thứ tao không cần, nhưng tao muốn mày mất tất cả. Cô nghĩ cô có đủ bản lĩnh để làm được điều đó sao? Rồi mày sẽ thấy. À quên, quên nhắc cho mày nhớ, nếu mày không thừa nhận mày và Tí Anh gian díu, hòng chạy tội ngoại tình để né tránh ký đơn ly dị, thì điều đó đồng nghĩa với việc mày thừa nhận Tí Anh sai rượu và có hành vi cưỡng hiếp. Mà theo luật pháp, người nào có hành vi cưỡng hiếp nhẹ thì 1 đến 2 năm tù, còn nặng sẽ bị tử hình. Tội nghiệp, Tí Anh coi như là chấm hết. Chính mày
chính mày đã đẩy Tí Anh vào con đường cùng rồi đó. Di cưỡng hiếp nhẹ thì 1 đến 2 năm tù, còn nặng sẽ bị tử hình. Cô ký vô đi. Cô ký vô đi, cô dòm cái gì? Đó chẳng phải là điều cô muốn sao? Cô ký vô đi. Rồi cô muốn đi lấy thằng nào đó cô lấy. Sao anh lại nói năng khó nghe như vậy chứ? Bao nhiêu năm qua em nhẫn nại chịu đựng gì anh? Cô im đi. Đến giờ phút này mà cô còn chơi trẻn nói với tôi những lời đó nữa hả? Cô còn tiếc rẻ cái gì nữa mà cô không chịu ký? Cô ký vô đi. Rồi cô đi theo cái thằng tình nhân của cô kìa. Nó không lo nổi cho cô cái nhà để ở hả? Hay là nó không lo nổi cho cô ngày 2 bữa cơm? Cô lấy cái thằng nào á tôi không tức, nhưng mà cô đi lấy một cái thằng không ra gì hết, một cái thằng mồ côi cha mẹ, cái nhà cũng không có ở nữa, mảnh đất cũng không có để cắm dùi nữa. Vậy mà cứ cô. Mà tôi không bàn luận tới vấn đề này nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là cô ký vô tờ đơn này. Và bắt đầu từ bây giờ đường ai nấy đi. Ký đi. Trong tờ đơn này á, tôi chưa ghi rõ nguyên nhân tại sao ly dị. Nhờ cô ghi vô giùm. Sao? Cô không dám ghi chứ gì? Nhưng mà tôi muốn chính tay cô phải ghi vô tờ đơn này. Hoặc là cô lên tòa, tôi muốn chính miệng cô phải nói với tòa vì cô ngoại tình với thằng khác, buộc chồng tôi phải ly dị. Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Vậy cô muốn tôi đối xử với cô sao? Cô và thằng Tí Anh á, ngoại tình ngay chính trong căn nhà này, sau lưng má tôi. Gọi là cái gì? Cô gọi là cái gì? Tôi rất là thông cảm với cô. Trong thời gian qua, tôi không gần gũi cô, cho nên cô thiếu vắng tình cảm. Cô muốn quơ đại một thằng ba dơ nào đó để cô bù đắp tình cảm đó đúng không? Anh không được xúc phạm người khác như vậy. Cô dám bắt tay tôi. Hôm nay cô dám bắt tay tôi vì một thằng đàn ông khác không? Không, cái lỗi của tôi, cái lỗi của tôi từ ngày xưa giờ, tôi gây ra cái lỗi cho cô. Cái tát này coi như là tôi trả hết. Kể vô đi. Bắt đầu từ bây giờ tôi và cô không còn là vợ chồng nữa. Ký vô đây. Ký vô. Cái gì vậy? Má thấy chưa? Cái con đàn bà này nè, dám ngoại tình trong căn nhà cái này, rồi dám tát tay con nè. Bây giờ má còn lời lẽ nào má minh chứng nó được không? Hả? Má minh chứng nó bằng lời lẽ mà. Hồ đồ. Nếu là tao, tao cũng cho mày một tát tay. Tại sao mày vu khống nó mà mày không cho nó một lời giải thích?
thằng Tí Anh. Nó nói là nó say rượu, nó không kềm chế được bản thân, nên nó làm những điều như vậy. Tại sao? Mày là chồng, mày không thương nó và thông cảm cho vợ mày chứ. Nhưng mà tụi nó thông đồng với nhau, lừa mấy em, mấy còn tin nó được hả? Thì tao tin, tao tin. Tao tin. Từ lúc nó bỏ tất cả về làm vợ mày, làm dâu cái nhà này, lúc mày mê con nhỏ đó, nó không một lời oán trách. Nó vẫn âm thầm mà chịu đựng. Tao tin những đêm khuya nó ôm con nằm khóc một mình. Lúc đó mày ở đâu? Mày có biết những điều nó chịu đựng không? Vậy bây giờ mày về đây, mày buộc tội mày nhục mạ nó hay sao? Bây giờ má bắt con phải làm sao hả? Cái con biết được nó tư tình dụng chạm với người khác, con ra đường mỗi lần con chạm ra đó. Vậy lúc mày bỏ đi với con đàn bà khác, mày có biết nó đối diện với bà con hàng xóm như thế nào không? Nhưng mà con là đàn ông mà, con là đàn ông mà. Đàn ông làm sao? Mày, mày tự cho mày là cái quyền đàn ông, rồi mày muốn làm gì làm phải không? Nghĩa, mày. Má, tôi chết rồi. Không đừng tụng lên má luôn. Má, má, má ơi. Má ơi, má. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ăn cơm đi anh. Nè, em đợi anh hả lâu quá trời, đồ ăn phải hâm lại mấy lần. Nè, anh ăn thử coi em nấu có ngon không anh. Anh. Trong lúc ăn cơm á mà tâm trạng không vui không tốt là dễ bị đau bao tử lắm. Có chuyện gì bỏ qua hết đi, ăn cơm rồi tính anh nha. Thôi, anh ăn không có nổi nữa đâu. Chuyện gì vậy anh? Bực mình hết sức luôn vậy. Chuyện nó sáng như bằng ngày, rõ ràng vậy á. Má anh còn binh vực cho An nữa. Anh không hiểu nổi má anh luôn. Má nói làm sao anh? Thì má nói á, là tại thằng Tí Anh nó say rượu, nó làm càn, chứ không có chuyện ngoại tình gì ở đây hết á. Cho nên má không cho ly dị á. Rồi sao nữa? Thì rồi lời qua tiếng lại, dù má lên cơn đau tim, anh thấy má vậy á, anh sợ có chuyện nên anh không có nói nữa. Thiệt, bực mình hết sức luôn. Thôi mà anh, má cũng có cái lý của má. Anh đừng có giận má quá.
Không giận mới là chuyện lạ. Lần trước thì anh không nói, nhưng mà lần này là chuyện nó rõ ràng rành rành như vậy á, mà má còn binh vực cho cổ nữa. Anh không hiểu nổi. Thôi anh, chuyện gì thì từ từ tính. Chuyện đó anh gấp quá cũng không có được đâu. Ăn miếng cơm đi anh nha. Thôi anh không ăn đâu, anh đi đây. Ủa anh đi đâu vậy? Thì anh đi qua xưởng lấy chút ít đồ anh về liền. Tối rồi còn đi đâu nữa anh? Anh bà già không biết nó cho ăn cái gì mà trở nên đần độn lú lẫn, sanh ra một thằng con trai nhu nhược yếu hèn, một đứa con dâu lì lợm gian trá. Tụi bay là một lũ ngu xuẩn. Tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi. Sống ở đời phải có lớn có nhỏ, chuyện không đâu cứ nói xin nói xỏ. Nhưng mà chuyện gì nó cũng phải có lý có tình không chị Năm. Không có lý có tình gì hết đó, tôi phải qua gặp nó để nói rõ. Nhưng mà chuyện nó nhỏ như con thỏ, nếu không khéo chuyện nhỏ nó sẽ thành to. Sống ở đời nhiều chuyện nó xảy ra, đừng nên quên hết chữ lý chữ tình. Có vui buồn á thì cũng bỏ qua đi, tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi.